Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bão Thể Thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng mà các bạn với Emin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Đối tác xác nhận MU 99% đón tân binh trong tháng này. Man United chơi tất tay loại đối thủ để có được Haaland. Tương lai Ronaldo chính thức đã rõ ràng hơn bao giờ hết và còn rất nhiều thông tin khác, sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Đối tác xác nhận MU 99% đón tân binh tháng này. Theo ký giả Fabrizio Romano, một tân binh chất lượng như Zakaria có thể cập bến Old Trafford. Thậm chí, trưởng bộ phận tuyển trạch Matt Jungle đã bắt đầu đàm phán trực tiếp với đại diện của Zakaria. Cơ hội để Man United sở hữu chữ ký Zakaria là rất lớn. Quỷ đỏ chỉ cần chi 6 triệu euro là đủ khả năng thuyết phục Borussia Mönchengladbach nhà người. Lý do là Zakaria sẽ đáo hạn hợp đồng vào cuối mùa. Mới nhất, giám đốc Mönchengladbach, ông Mats Abel xác nhận, không có gì ngạc nhiên khi hàng loạt tin đồn liên quan tới Zakaria xuất hiện, nhưng hiện chưa có lời đề nghị cụ thể nào. Nếu có gì đó xảy ra trong mùa đông này, chúng tôi không thể bác bỏ chuyện Zakaria có thể ra đi. Như vậy, Man United sau khi liên hệ với đại diện của Zakaria hoàn toàn có thể đàm phán trực tiếp với câu lạc bộ chủ quản. Cơ hội chiêu mộ Zakaria rõ ràng là rất lớn. Trong bối cảnh hàng tiền vệ của Man United đang thiếu một máy quét chất lượng có thể chia lửa cho Fred hay McTominay, Zakaria hứa hẹn sẽ đem đến những điều đội chủ sân Old Trafford cần cho cuộc đua khốc liệt ở nửa sau của mùa giải. Sao mà MU tức giận bỏ tập vì Rangnick nuốt lời? Theo nguồn The FB and Only Man United Fan Channel, huấn luyện viên Rangnick đã hứa với Dean Henderson sẽ được bắt chính trận gặp Aston Villa ở FA Cup. Tuy nhiên, vào ngày cuối tập luyện, thủ thành tuyển Anh đã được thông báo anh sẽ không ra sân và đã không làm tốt. Sau đó, Dean Henderson thậm chí còn không có trong danh sách dự bị, thay vào đó là thủ môn số 3 Tom Heaston. Trước các phương tiện truyền thông, Rangnick nói rằng Henderson bị ốm. Tony O'Neill khẳng định trên kênh của mình, sự thật không phải thế. Dean Henderson được nói đã đùng đùng rời khỏi sân tập ngày Chủ nhật sau khi được thông báo sẽ không thi đấu vào ngày hôm sau. Tôi có thể hiểu được Henderson khó chịu thế nào vì đã chuẩn bị cả tuần nhưng cuối cùng lại nhận thông báo không thi đấu. Anh ấy là chàng trai trẻ và muốn được chơi. Rangnick giải thích cho việc Henderson thậm chí không có mặt trên ghế dự bị MU 1-0 Aston Villa là do bị ốm, nhưng không hề nói bệnh gì. Tôi đã kiểm tra nguồn thông tin đáng tin cậy. Sau trận đấu với Aston Villa, chiến lược gia người Đức xác nhận Henderson muốn rời Old Trafford trong tháng 1 này, nhưng ông không đồng ý, muốn thủ thành số 2 ở lại ít nhất cho đến cuối mùa. Man United chơi tất tay để có được Erling Haaland. Nhiều thông tin gần đây đã tiết lộ có rất nhiều ngôi sao đang nổi loạn và đòi rứt áo ra đi khỏi Man United. Tuy nhiên, đây có vẻ là điều mà ban lãnh đạo MU mong muốn, kể cả trong số này có những siêu sao như Pogba hay Ronaldo. Theo đó, phía Quỷ đỏ đã sẵn sàng đẩy đi 6-7 ngôi sao để mở đường cho Erling Haaland tới Old Trafford. Danh sách thanh lý này có những cái tên đã gắn bó với câu lạc bộ từ lâu và có những ngôi sao mới tới. Tuy nhiên, tất cả sẽ trở thành vật tế thần cho Haaland, người được MU coi là tương lai của đội bóng và sẽ thay thế siêu sao Ronaldo. Danh sách này bao gồm những Paul Pogba, Dean Henderson, John Mata, Anthony Martial, Jesse Lingard hay thậm chí Van de Beek và siêu sao Ronaldo cũng sẽ phải ra đi trong trường hợp cần thiết. Được biết, MU hy vọng sẽ thu về được khoảng 80-100 triệu euro từ những cái tên kể trên. Ngoài ra, đội chủ sân Old Trafford sẽ giải phóng được khoản quỹ lương ngót nghét 1 triệu euro mỗi tuần. Khi hoàn thành kế hoạch tế thần, MU sẽ thoải mái để có thể mời gọi Erling Haaland gia nhập Old Trafford trong bối cảnh các đối thủ vẫn phải đang đau đầu vì tính toán về vấn đề cân bằng tài chính nếu muốn chiêu mộ chân sút người Na Uy. MU có vẻ đang áp dụng lại cách mà họ từng thành công mua Paul Pogba từ Juventus vào mùa hè năm 2017. Đội chủ sân Old Trafford sẽ thuyết phục đông môn nhà người bằng cách cũ, cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Tương lai Ronaldo chính thức rõ ràng. Mới đây, Ronaldo đã chính thức lên tiếng sau tin đồn mâu thuẫn với huấn luyện viên Rangnick và có thể sẽ ra đi. Cụ thể, siêu sao 36 tuổi đã nói với Sky Sports rằng Rangnick đang làm rất tốt, tất nhiên tôi không muốn ở đây để chiến đấu cho vị trí thứ 6, thứ 7 hoặc thứ 5. Tôi ở đây để cố gắng giành chiến thắng, để cạnh tranh. Tôi tin rằng nếu chúng ta thay đổi suy nghĩ, chúng ta có thể đạt được những điều lớn lao. Với phát biểu này của Ronaldo, anh hoàn toàn có thể ra đi vào mùa hè nếu Man United không lọt vào được top 4 mùa này. Bắc Môn muốn sở hữu sao trẻ MU. Theo nguồn tin của trang Sky Deutschland, đại diện của Bundesliga là Borussia Dortmund đang dành sự quan tâm rất lớn đến tiền đạo Amad Diallo. Hiện tại, cầu thủ người bờ biển Nga cũng đã được Man United bật đèn xanh cho việc ra đi để đến biên độ mới theo dạng cho mượn. Newcastle và Dortmund muốn giải cứu người thừa của MU.
Donny Van de Beek đang trải qua giai đoạn có thể xem là khó khăn nhất trong sự nghiệp. Mọi chuyện tưởng chừng sẽ rẽ sang một hướng khác khi huấn luyện viên Ralf Rangnick đến nhậm chức ở St. Ulrich Ford. Tuy nhiên, Van de Beek vẫn bị bỏ quên. Mới đây, trang Manchester Evening News đưa tin, Dortmund và Newcastle đang quan tâm đến Van de Beek. Cả Dortmund và Newcastle đều đang muốn sở hữu tiền vệ Van de Beek của Man United ngay trong tháng 1 này. Tuy nhiên, phía Quỷ Đỏ được cho là không muốn để ngôi sao người Hà Lan rời Old Trafford. Marcus Rashford nên rời khỏi Man United. Thời gian gần đây, không khó để nhận thấy sự sa sút thảm hại của Marcus Rashford. Theo quan điểm đến từ Frank McAvaney, chân sút người Anh nên rời khỏi Man United để tìm lại một chút sự tự tin. Song ông cũng biết rằng viễn cảnh này khó có thể xảy ra. Trao đổi với Football Insider, cựu cầu thủ người Scotland chia sẻ, Marcus Rashford đang mắc những sai lầm cơ bản, những cú chạm bóng của cậu ấy quá nặng nề hoặc cậu ấy không chuyền bóng đúng lúc. Sự tự tin của Rashford quá thấp, tôi chưa bao giờ lường trước được điều này sẽ xảy ra, thật nực cười. Rashford là nhân vật mà tất cả mọi người ở Man United đều trông đợi, cậu ấy là một người hùng ở đó. Tất cả chúng ta đều thấy là tuyên bố mà Rashford đã đưa ra hồi tuần trước, cậu ấy đang cố gắng mang lại sức sống cho câu lạc bộ và người hâm mộ. Bạn có thể nói rằng tất cả những điều này là một đòn giáng mạnh cho Rashford. Sẽ rất khó để thực hiện điều đó khi xem xét vị trí của câu lạc bộ hiện tại. Tôi sẽ đề xuất Rashford rời khỏi MU để lấy lại một chút tự tin, nhưng viễn cảnh này sẽ không xảy ra. Phong độ của Rashford sẽ trở lại, chúng ta đều biết cậu ấy là một tài năng, cậu ấy sẽ tìm lại được phong độ đó. Ronaldo báo tin vui cho MU mất 5 sao ở trận tái đấu Aston Villa. Vào cuối tuần này, MU sẽ gặp lại chính Aston Villa tại vòng 22 ngoại hạng Anh. Và trong phát biểu mới nhất, Ronaldo cho biết anh hy vọng sẽ trở lại để đối đầu với đội bóng của Steven Gerrard. Đây là trận đấu mà MU được dự đoán sẽ lành ít dữ nhiều bởi đội chủ nhà vừa bổ sung hai tân binh rất đáng chú ý là Philippe Coutinho và Lucas Digne. Cầu thủ 36 tuổi nói, chúng tôi sẽ tập luyện vào thứ năm, tôi sẽ cố gắng tập luyện như bình thường. Hãy xem phản ứng của cơ thể như thế nào, nhưng tôi tự tin, tôi hiểu cơ thể của mình 100%. Tôi đủ kinh nghiệm để hiểu được cơ thể của mình và mọi thứ xung quanh bóng đá. Tôi hiện tại là một cầu thủ khác so với lúc tôi còn trẻ, nhưng tham vọng vẫn vậy. Tôi muốn thi đấu và giúp đỡ đội bóng. Tương tự như Ronaldo, Jadon Sancho và Phil Jones cũng đang dính chấn thương cơ. Và theo Mirror, bộ đôi người Anh nhiều khả năng sẽ kịp bình phục cho chuyến làm khách đến sân Villa Park. Trái với ba người đồng đội, trung vệ đội trưởng Harry Maguire dính chấn thương ngực, nhưng khả năng ra sân vào cuối tuần này vẫn là một dấu hỏi. Về Paul Pogba, các cổ động viên MU sẽ phải chờ lâu hơn nữa để chứng kiến tiền vệ người Pháp trở lại sân cỏ, với việc cầu thủ này dự kiến sẽ phải ngồi ngoài thêm 4 đến 5 tuần nữa. Anthony Martial cũng sẽ tiếp tục vắng mặt trong bối cảnh tiền đạo người Pháp đang nỗ lực rời khỏi Old Trafford ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng riêng này. Trong khi đó, Luxor và Scott McTominay đều sẽ vắng mặt trong chuyến làm khách đến sân của Aston Villa do án treo giò. Bộ đôi này bị treo giò một trận sau khi lĩnh đủ 5 thẻ vàng ở mùa này trong trận thua 0-1 trước Wolves hồi tuần trước. Ở một diễn biến khác, MU vẫn tiếp tục không có được sự phục vụ của Eric Bailly do trung vệ này đang cùng bờ biển Nga tham dự cúp bóng đá các quốc gia châu Phi. Và sự trở lại của anh sẽ phụ thuộc vào việc bờ biển Nga tiến sâu đến đâu tại giải đấu cao nhất lục địa đen. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!